Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho chị đây sẽ thi đây con cá ngừ đại dương đây nha. Con này là 40 cân phải không vậy? Đó. Rồi giờ bán. Rồi giờ bán cái toàn đi rẹt rẹt này. Để phải đào pháp của chị nghe kinh không? Chào anh em nha, hôm nay mấy anh em mình đi ra ngoài cảng cá ở ngoài quê mình xem thử có cái hàng gì là lạ mình mua về mình quay ẩm thực nha các bạn. Mình đang tính ra đây là có cái con cá ngừ nào, cá ngừ đại dương nào mà tươi tươi to to mình sẽ đó. Mình tung xẻo mình ăn tại chỗ luôn nha các bạn. Em thấy xa xa quá là nhiều ghi bây giờ đúng ngạch đang bây giờ ghi bắt đầu vô rồi các bạn ơi. Ở đây cá gì anh? Cá gì vậy? Đó, đây xa 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 bên đây có các bạn kêu có cá vậy nè. Đó. Trên đây vô có gì không anh? 50 con. 50 con hả? Ờ. 50 con còn dưới hầm luôn anh. Bác lên đâu? Bác lên này thấy đâu hả? 50 con nè, trên đây chia được nhiêu tiền anh? Năm chục con mà chia có 7-8 triệu hả? À, cá nhỏ. Anh ơi, khi còn thiếu bạn không Trân tới cho em đi chứ. Bữa nhà mày có đau khổ không? Dạ. Đây mấy người đang nhiều nhà mà chưa. Dạ. Mình vừa thấy chiếc xe kia chắc đầy cá luôn, bây giờ đóng cửa lại mất tiêu rồi mất. Mấy nãy định vô quay cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy cá không? Cá tươi xanh luôn rồi. Để mình dạo dạ xuống phía dưới kia thử có cá không. Sao bữa nay ít cá rồi. Này gió quá sao mấy anh em vô có ghi có ghi không có. Trên biển mà vô bờ mà chia được tầm trên 10 triệu là so ra là tương đối là trúng biển nha các bạn. Biển bữa nay mình thấy hơi bị thưa. Thưa ghi vô bán cá nè. Đây mình thấy có cá nè anh em ơi. Anh thấy cá tươi xanh không? Cá một con này chắc tầm con này tầm mười mấy 20 kg á. Nè thấy cảnh nó quê nhộn nhịp lắm nào không? Khi bắt đầu á, khi đây bây giờ bán cá gì không biết nữa. Ngày mai tấp nập luôn lên xe tải cá quá nhiều cá mà sao cá nó cá nhỏ mà không có cá bự giờ con cá nào bự vô mình phi lê mình ăn tại chỗ luôn để xíu mình xuống mấy cái lò chốt mình xuống mấy cái lò mà bán cá mình hỏi tôi có không đó bây giờ xa có mấy chú đang chia cá này các bạn ơi đó em thấy không bây giờ mấy chú chắc biển vô bây giờ chia mỗi người mỗi khúc về cho gia đình các bạn mình ít cá chứ là mình trễ rồi sao á này cá quá ít luôn. Giờ kéo đá lên mà hết đá rồi. Hôm nay sao hôm nay mình đi ra trẻ sao ít cá quá các bạn ơi. Hôm nay mình ra không trúng bữa rồi. Mấy trước trúng đợt là cá nhiều lắm các bạn. Vô ghi tấp nập luôn. Sao bây giờ hết cá tiêu rồi. Này xa có bà cô này, không muộn cá gì này, có thu, xa có bà cô nữa, bà cô mua cá gì này, đó, cá này cá gì vậy cô? Cá thu không? Cá thu hả cô? À, sao? Cô mua con này bao nhiêu tiền một con nha cô? Con mua con đây hả? Dạ. 400 một con cô. À, 400 ngàn một con. 400 ngàn một con đây đó. 400 ngàn thì cũng rẻ đâu có mắc đâu cô. Quá rẻ luôn. Cô cũng rẻ. Cô ở gần đây không cô? Cô ở gần đây. À, cô ở Tam Quan Nam hay Tam Quan Bắc cô? Cô ở Tam Quan Bắc.
Dạ, con cảm ơn cô nha. Sao mà quay này ra tại sao bên đây cô, cô bên đây sao cá mà cô ra mà không thấy bán cá người đại dương nè. Người đại dương nó căng mất xăng rồi đó con. Dạ là mất căng xăng rồi đó. Là mình ra trễ mất tiêu các bạn ơi. Dạ. Ờ tiếc quá. Không biết thuốc sao ta về ta mở bên này không có mày. Dạ có mà. Tên con ta về thi thi thi. Dạ con tên Toàn Đăng, vô gọi chữ Toàn Đăng rồi ra. Gọi Toàn Đăng ngay. Dạ. Dạ. Ủa bữa hình như lũ con ra là cũng bữa lũ con quay với Hải Sa Pa là hình như cũng có chú rồi phải không? À có nhưng mà bây giờ ta tìm bên kênh của mày. À bữa là quay bên kênh của anh Hải á. Dạ. Bà con là Đoàn, Đoàn Hải đi. Dạ. Đoàn gì? Đăng chú, Đăng Đăng á. À, dạ. Bây giờ chắc mình xuống cái lò nào mổ cá mình xem thử có cá ngừ không, mình quay cho anh em xem rồi mình ăn trực tiếp. Lúc 3 giờ lúc nữa lại có. 3 giờ chú? À 3 giờ. Dạ bây giờ lúc 3 giờ nước nó lớn rồi mới lơ vô. Giờ con ra nó trễ đúng không chú? À giờ hết mắt mặt không xuống gì mới cầm, không có gì đâu rồi xuống mới cầm. À 3 giờ. Dạ. Chú kêu hôm nay mình đi qua trễ quá các bạn ơi. Qua trễ đi. Đang không có cá. Ồ thất bại rồi anh em ơi. Tiếc quá. Quá tiếc luôn. Rồi anh em thấy không? Cá bây giờ mấy ở dưới hầm đào đây nè. Đó, tình xa mấy chú kia đang rửa cá. Cá nhỏ 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 không ta? Đó. Này thấy không? Để tí nha. Cách xa dưới kia là cái hầm mà. Hầm cá nha các bạn ơi. Giờ mấy anh mấy chú đưa cá lên nè. Này thấy uy tín không? Ghi đây hình như đi cá nhỏ nhỏ không anh em ơi, nhưng có cá lớn. Đó, này thấy không? Để tí không? Ủa em ơi sao ghi đây mình đi cá nhỏ nhỏ không vậy em? Đi lưới rút. À đi lưới rút hả? Lưới rút là đi đánh bắt cá người không hả? Con người nhỏ nhỏ không hả? À trang này trúng không em? À, cũng bình thường số à, bình thường chia được chục triệu không? Cũng cỡ đó. À, chục triệu là ngon rồi, chục triệu là ngon rồi á. Trang nào cũng trang nào cũng đều đều chục triệu là ấm rồi. Không bắn rồi chú đây rồi chú ơi. Ờ đây thấy ghi cũng tương đối lớn rồi. Đây thấy cảnh tấp nập không? Đây mình vô trễ nè. Chứ mình ra sớm thì cá nhiều. Đây thấy anh em vui không? Giờ chắc mình xuống quanh cái lò nào có sỉ cá ngừ đại dương mình sỉ vô mình quay rồi mình ăn trực tiếp tại chỗ luôn nha các bạn. Anh em ơi mình vừa xuống cái chỗ đây, mình tìm được chỗ đây có bán cá nguyên con luôn các bạn ơi. Đó ghi số ký trên này luôn các bạn, 44 kg, con này 48 kg. Anh em thấy uy tín không? Một nguyên một mớ luôn. Con này 37 kg, con này 33 kg này. Anh em làm mẫu thử để trên con cá luôn à các bạn ơi. Anh em thấy cá tươi xanh không? Quá tươi luôn. Quay cho anh em xem. Quá chừng luôn à. Đó, anh em thấy không? Con này 27 kg, con này 33 kg. Xíu mình sẽ ăn wasabi tại chỗ luôn nha các bạn. Đó. Làm vậy cho nó méo. Còn đây con đây 40 kg à. Đó, anh em thấy không? Wow, quá to luôn. Xíu mà lựa con nào mập mà. Mình dứt. Đúng bài luôn. Quá đã luôn. Em cá này bây giờ đóng thùng chuyển đi đâu anh? Đi Hà Nội sao á? À, cá đi chuyển đi Hà Nội anh em ơi. Hình như cái đây mình ai mua ở đâu là mình vận chuyển mọi miền Tổ quốc luôn phải không anh? Đúng rồi. Đó, này mình đi tí nhau. Cá anh nhắc đá vô cho
Mình gửi tầm bao lâu rồi ra tới Hà Nội anh? Anh không biết đó. Không biết. Con này bao nhiêu ký anh? 43 ký. À, con này 43 ký. 48 ký. Ồ, chà bá luôn rồi. Cá này là bao tư luôn anh em. Anh đây là chuyên gia đóng thùng xốp nha các bạn. Nên các bạn nữ nè, cẩn thận với anh đây. Quá đã luôn. Con này mà con này chắc tiễn ra mấy nhà hàng qua Hà Nội. Quá đã luôn. Mở ra anh em. Anh em thấy thơ mở đúng không? Đó, mở nè. Tươi xanh đúng này, đúng tươi xanh. Cái bụng cá là ăn wasabi cũng ngon lắm, nó béo. Có mỡ. Con này khá to luôn. Ồ. Con này mà có tiệc gì lớn lớn anh em để trên bàn cái mẫu tại chỗ là ăn. Giờ mới thấy luôn. Đúng bài luôn. Ủa con này cái đuôi nó dày rồi làm sao anh? Cắt đuôi ra. À cắt đuôi ra. Cắt mình nấu thùng. À. Khách không yêu cầu cắt thì mình nấu thùng. À, chỉ thùng xốp nó có dài hơn anh. Ồ, mình cắt cái đuôi ra mình uống mà, mắt cá đúng không? Chỗ này đường nào mình cắt một thêm, mình cắt một thêm. À. Con này trồng bị không phải? Ồ, anh em thấy thịt đỏ không? Quá đỏ luôn. Cúp đuôi vô. Bao đuôi lại. Cúp vô cho nó miếng. Phải quy trình rắn một con cá để gửi ra Hà Nội. Dạ lục nha anh em. Đó, cúp đuôi lại. Đây mình gửi xe khách nè anh. Hồi bữa em không biết số điện thoại. Bữa Phan Diễm với Phạm Dũng thiệt về Tân Gia, Phan Diễm có nhờ mua hai con cá người đại dương này mà hồi bữa chưa trúng trăng vô nên không có cá nha các bạn. Hồi bữa mình ra mình hỏi mua cho Phan Diễm hai con mà hồi bữa ghi chưa vô. Ồ, bây giờ tủ hết đá xay lên nha các bạn. Đá xay anh em mình trong thùng xốp vậy tầm mấy ngày nó mới tan hết, lâu tan đó. Khá bự, hai cẳng tay của mình luôn. Chào bá luôn. Mình có bỏ muối không anh? Không. Không hả? À, bỏ đá không? Giờ anh sẽ tủ đá kín hết lên con cá luôn. Cá bữa nay giá nhiêu một ký anh? À anh cũng không rành đúng không? Hỏi giám đốc rồi chứ còn mình không biết. Hỏi Sydney đúng không? Đúng không? Hồi bữa mình mua bao nhiêu ta, 120, 130, 140 gì mà cũng nhớ nữa. Giám đốc bảo em á. Sydney đang ở Đà Nẵng đúng không anh? Muốn về đi Đà Nẵng á. Ờ, sáng em nhắn tin kêu đang ở Đà Nẵng á. Cái ủa nó phình nhà em sao mình đại nếp anh. Rồi mấy em cá này chuẩn bị là lên thớt nha các bạn. 33 kg, 37 kg, 33 kg, 38 kg, 27 kg, 33, 37. Nè thấy không? Số ký đều ghi hết lên con cá này. Cá khá tươi luôn các bạn ơi. Quá to quá mập luôn. Cá đây mà anh em nào tiệc có tầm mười mấy 20 người đặt một con về là đúng bài luôn. Em nhìn mắt à, mắt trong xanh luôn. Wow. Quay vô miệng á. Sợ bá luôn. Con này to nhất nè, 40 kg. Con bữa nãy ship ra Hà Nội là 48 kg.
khá là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho chị đây sẽ thi lên con cá ngừ đại dương đây nha. Con này là 40 cân đúng không vậy? Đó. Rồi giờ bán. Rồi giờ bán toàn đi rẹt rẹt này. Để thấy đạo pháp của chị kinh không? Chị làm đây là được bao nhiêu năm rồi chị? Gần 20 năm rồi các bạn. Quá kinh khủng luôn. Ồ, già quá bé luôn. Em thấy cá tươi xanh không? Đa pháp của chị quá đỉnh luôn. Bị đầu nha. Dạ, bị đầu. Hôm nay mình chuẩn bị rau, mình ăn tại chỗ luôn các bạn ơi. Đưa cá nè. Đó, sẽ các bạn. Đa pháp đây chị chắc chị phê lê ra là còn cái xương không á, không còn miếng thịt nào luôn. Wow, hôm nay mình được sự đặc cách của bà chủ Ni nên mình ra đây mình quay cận cảnh cho anh em xem luôn. Cái thứ con cá này thịt đỏ không? Đó, quá hấp dẫn luôn. Hôm nay mình sẽ ăn con cá này tại chỗ luôn nha các bạn. Con cá là mình ăn ăn sống là phần bụng ngon nhất hay là phần nào ngon nhất vậy? Phần bụng nó có mỡ đúng không vậy? Ừ. Qua chị bả phi lê ra mà không còn cái miếng thịt nào luôn các bạn. Nhiều hơn lắm. Phi lê miếng thịt còn nhiều hơn luôn rồi. À chị lấy phần lưng trước không chị? Ừ. Cá quá đã luôn các bạn ơi. Nhưng mà thấy mình thèm luôn. Lúc trước cách đây khoảng 2 tháng mình với Hải Sa Ba cũng có ra đây mua ra ngoài tham quan mua một con đấy hình như là bữa là 50 mấy ký. Là bữa anh vô đi mà không có cá bự. Chị cũng coi clip đó sao chị biết? Chị là người sĩ. À, chị là chị sĩ bên kia hả? Thằng kia đạo pháp thấy quen quen. Thằng kia thấy đạo pháp quen quen. Chị phù phép áo thật rồi. Còn cái xương luôn các bạn. Không còn gì luôn. Mình thấy là đa pháp chị còn đỉnh hơn mấy đầu bếp Nhật luôn. Đầu bếp Nhật còn lấy cái muỗng cạo cạo thịt ở bên bên xương đi. Đây mình thấy sạch sẽ luôn. Không còn gì để cạo luôn. Mình thấy y tí nha. Này mới đã không? Quá tươi luôn các bạn ơi. Cái phần bụng này có sơ mỡ này, bán em nè, ăn phần bụng nó có mỡ, ăn béo. Bây giờ tụi em ăn cái bên phần nào? Dạ, phần nào cũng được vậy. Đào pháp lọc nấu đen. Quá đỉnh luôn. Thì đỉnh không luôn. Chị qua đây chị cần éo được không chị? Em mở cái thùng kia lên. Được. Không. Cái phần đây là phần đen là mình đây ăn. Đây phần đen bỏ. Phần đen là bỏ nha các bạn. Đây chị. Thấy đạo pháp luôn quen hàng kia bữa chị có phi lê con cá bữa mình nhìn hải quay. Cái da này là mình bỏ hay mình làm gì được chị? Mất canh. Chờ cái dĩ ra là mất canh. Đạo pháp gì mà chồng chị chắc cũng sợ lắm em. Sạch béo luôn em. Không còn gì. Lỡ có chuyện gì tới cho một đường thôi. Một đường duy nhất. Lấy găng rồi nè. Chị lấy găng các bạn ơi. Lấy ra dây răng nó dài đúng không vậy? Ừ. Chỗ Ni đây là anh em nào đặt là ship mọi miền đất nước luôn các bạn ơi. Ship 2-3 ký Ni vẫn ship nha. Để xíu nữa mình sẽ anh em nào có cần nhu cầu mua cá thì mình sẽ
để qua số điện thoại của Ni, anh em thích thì anh em đặt hàng nha. Vâng. À, giờ là thành phẩm rồi chị. Thành phẩm. À. Cái này mà tiền tùng làm con chứ cũng đỡ lắm anh Tùng. Đúng không? Tiền tùng có tầm có 20 người làm một con là mi vu luôn. Nếu một con này so ra giá thì cũng rẻ chứ không có mắc các bạn ơi. Một con tầm có 6-7 triệu rồi, những gì không? 6-7 triệu mà 20 người thì trả bao nhiêu tiền hết. Ăn xíu mình ăn như kem luôn. Chị qua đây chị, qua đây. Cái này là tươi không chị? Tươi mà. À. Nó vô mà. Nó vô. Hình như tới đang mới có phải không chị? Đúng rồi. Cái này tới đảo 10 đổ lên. Dạ. Có cần chị lấy cái gạt không? Không có xài được như dưa. Nào. Khá chất lượng luôn. Chị có nhận đồ đẻ không chị? Đó. Chị sẽ phi lê hết cái mảng thịt màu đen này ra nha các bạn. Hình như mình một số nơi em thấy nó cái màu đỏ là sao, đỏ với chị nó xong bằng cái khí sôi luôn. Dạ, cái đó dành cho công ty. À, còn đây mình ăn tự sẵn rồi. Cái này là thịt đang là loại một thôi. À, loại một. Cá đây là loại một nha các bạn, với thâm niên 20 năm trong nghề thì chị kêu cá đây là cá loại một. Hình như là chị chạy sâu liên tục không vậy? Đúng rồi. Dạ, chị cũng dạng đắt sâu các bạn ơi. Còn này miếng da là hơn luôn, không còn gì để đây, để mà ăn. Này miếng da nè. Bây giờ chị tiếp tục là lạc bỏ răng nha các bạn. Chị có cho bác sư bán sư hồng nghệ không chị? Đi theo đây. Đi theo được không? Được. 20 năm mà không phải là đơn giản nha các bạn. Miếng quá cao luôn. 20 năm thì lớn hơn tuổi của con camera mình luôn rồi. Ồ, đây là hai phần thịt của trên lưng nha. Bây giờ còn đây là hai phần bụng nha các bạn. Đây mình ăn là chỗ chấm với nước chấm thần thánh của anh em mình y bài. Có wasabi bột nữa các bạn. Đó, wasabi bột nè. Cào cào cho nó sạch hậu anh. Để anh ta theo học nghề luôn mình. Đó, học nghề là phải cào chứ đây. Đúng rồi. Ngon hơn là cái phần đường này. À, cái phần này nó có mỡ lắm vậy. Đúng rồi. Đó. Này mau. Đó. Con có đã luôn. Hậu hạt việc là làm gọn gọn cho chị bắt bọn nghiệm thu nữa nha. Yeah. Làm dơ dơ là chị bắt nhận đâu á. Đây quốc chỉ một miếng là ngọt lực luôn. Da này là chị mua ở đâu chị? Không, giờ đây chỉ mua ở ngoài các công ty, người ta bán có mấy chục ngàn một tay à. Mình về mình tự mài rồi mình tự là. Ủa là da là chị tự mài luôn hả? Hay là có người mài chị? Chị tự làm, chị tự mài. Ủa chị đây có thêm cái nghề là mài da nữa các bạn ơi. Đủ nghề. Tại vì mình cần cái mũi con cái da nào là mình cần cái phần dưới. Dạ. Bình thường tốc độ chị mà hồi bữa em quay là chị một con cá chị phi lê ra hết rồi, tầm có mấy phút như mấy? 5 phút rồi. À. Là mình làm điên rồi đó. Dạ. Tầm mất hơn 2. Dạ. Một ngày chị phi khoảng mấy con chị? Ngày mà đắt xô á. Chục mấy, 20 con. À, chục mấy, 20 con. Ngày đây chắc công chị phi lê một cái tầm 500 ngàn con vậy. Chị má nhé, nhỏ mình là chị kêu 2 triệu một con nha các bạn. 2 triệu một con, 10 con thì 20 triệu.
kiếm việc kiếm tiền có quá dễ đâu. Ôi, chị có con gái không? Có làm xui vậy á, làm chấm không được không, để con theo học nghề luôn. Không được, không được. Đạo pháp chị ngày xưa mà đóng phim kiếm hiệp nào cũng được á. Nhanh hậu nghĩ chậm chậm mà chị nó đủ việc á. Ủa phần mỡ bụng này. Này thấy không? Đó, có thơ mỡ này nè. Cá đây mình hỏi đi thì cá thị trường bữa nay thì giá 1.000 con thì tầm 140 tới 150 một con nha các bạn. Và phi lê tầm 230 tới 250 một ký. Anh em là muốn thưởng thức những cái món này thì anh em cứ liên hệ bà chủ shop đi. Ni 18 tuổi nha các bạn. Thấy mấy miếng cá mà với cái tô rau nó chấm bằng thánh của anh em mình thì hơi bị đói bụng rồi các bạn ơi. Em thấy đạt pháp vậy không? Nhìn cái cá nhìn thèm này chứ. Quá chuyên nghiệp luôn. Phi lê, chị phi lê nhiều khi là đa pháp vậy còn đỉnh hơn mấy đầu bếp ở nhà hàng luôn. Do mình chưa có cơ hội đi ra biển lớn đâu không chị? Có cơ hội ra biển lớn thì chị cũng nhàn, mình sẽ tớp á. Hay mình làm theo cái kiểu chợ, kiểu công ty. Dạ. Máy nó làm theo cái kiểu nhà bếp của nó, dạ. Bếp Nhật của nó. Chủ yếu là biểu diễn là chính đó chị. Chị làm nhanh gọn lẹ mà. 5 phút làm, một con sạch sẽ gọn gàng. Chị làm trong các công ty ấy. Dạ. À. Chị cho em cái miếng và bụng thử em ăn thứ gì? Cái này bây giờ lạng phải không? Dạ. Lạng ăn tại chỗ luôn. Sashimi. Đó. Vậy là chị sẽ phi lê phần bụng mình thưởng thức nha các bạn. Mình với cua hậu. Em thấy ở nhà hàng người ta kêu cái phần bụng là ngon nhất con cá chứ. Đúng rồi. Lần đầu tiên mình ăn wasabi có người sống mà tại đại sứ luôn nha các bạn. Hôm nay bà chủ đi yêu ái cho thêm mình wasabi bột này các bạn ơi. Đó. Này cho bà chủ đi 10 điểm. 10 điểm không nhân nha. Cái thớt là gì? Có đưa, đưa, chị bảo là đó. Cậu đâu qua đây? Anh em thấy miếng cá uy tín không? Có sơ mỡ đã không? Quá đẹp. Thằng này ăn báo ngại luôn chị ơi. Xíu chị thưởng thức với chung với em nha chị. Đây. Đó. Thằng này thấy đã không? Phần bụng à, có nó có sớ mỡ các bạn. Rồi bao nhiêu được vậy ơi? Để chạm nữa em dùng thêm cái bộ phận khác thử em so sánh nha. Đó. Chị có dùng trong với em được không chị? À, chị cũng làm. Em mời chị nha, em mời mình mời tất cả anh em trên mọi miền đất nước nha. Mời tất cả mọi người nha. Đó. Nạn chanh lên. Để về. Đó, đây em thấy không? Cái miếng cá này. Rồi.
đúng mà chị chuyên nghiệp không? Lựa cái phần ngon nhất con cá mời anh em nha. Béo ngậy luôn anh em ơi, béo thì rất là ngọt, đúng là cá tươi có mát ăn rất là ngon. Từ đây không ngon, ngon quá. Anh Đại vô ăn với em nè, ngon quá, ngọt luôn, ngọt mà bé lắm các bạn ơi. Quá ngon luôn. Anh em nào có nhu cầu mà liên hệ đặt cá thì liên hệ vào số của anh Ni 18 tuổi với số điện thoại là 0985 205 820 nha các bạn. Mình sẽ để số điện thoại dưới góc trái màn hình nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ anh Ni. Dạ. Chị vô ăn em vui. Ngon quá anh em ơi. Mình ăn về là dạng cũng dạng hạng thương gia luôn á. Quá phê luôn. Ngon quá. Mời anh em ha. Ăn dưới nước chấm thần thánh anh em mình hợp ghê nha. Quá ngon luôn. Mặc cho miếng ớt ha. Tôi đổ rồi. Ừ. Ở hôm nào có tiệc á, mấy anh em tầm có 15-20 người, mình sẽ ra đây mình đẹp một con tầm có 5-6 kg. Vậy anh em mình làm đá tiệc của wasabi luôn. Ăn đây mà phải cây cây mới phê nè các bạn. Ăn xuống một con cho biết nào. Đã tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên mình trải nghiệm mình ớ ăn hơn. Gan cản em mà lần đầu tiên mình ăn không quá sợ bị ăn sashimi mà trên ngon tại bàn luôn các bạn ơi. Ngon quá, quá ngon luôn. Cái bằng thịt bụng á, ăn nó ngọt mà béo, có sữa mỡ. Mềm mềm béo béo. Đỉnh không? Ngon. Sau đó cá phi lê như thế này mà 240-250 một ký thì mình thấy là rẻ chứ không có mắc nha các bạn. Mắc em mua nguyên con thì giá rẻ hơn. Nguyên con thì giá 140-150 ngàn một ký. Tiếp tục. Mời em nha. Rất ngọt luôn. Tụi em tự căng nha. Tự căng bỏ kho nha. Ngon quá em ơi. Anh em coi có phần bụng này. Quá. Sớ mỡ. Ăn cực ngon. Còn phần này nè. Ở đây là phần này. Phần lưng. Cái này gì coi chân cơm gì vậy? Sơn dược với lóc hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Toàn đen sơn dược với lóc. Cay quá anh em ơi, cay mà ngon. Ừ, không có da ta. Chảy hết mồ hôi lên thôi. Ồ. Đậu anh em ơi. Có phần bụng béo. Đây mà không có da, có da mình thẻ ốc này. Rồi ăn thử mà không có thấy không có da. Mình nha, cái khúc này. Cái khúc này nè. Đó đó anh em thấy không? Mình sẽ cắt một phần này mình dùng thử nha anh em nè. Thử ngon không? Cái phần này là ngon không chị? Ngon, cái đó bên cái lườn bên cái phần bụng đó. À phần bụng. Đó, mình dùng thử cái khúc này. Mình thử cái phần này với cái phần bụng. Cái lườn xoay lòng thôi. À mời anh em nha.
cái phần này mình cảm nhận là không ngon bằng phần lược, phần bương nó có cái sơ mỡ ăn nó béo hơn, còn ăn cái phần phần này thì kiểu nó tan, ăn nó tan mà nó ngọt cực ngọt luôn. Nói chung cá tư là anh em làm gì cũng ngon, làm đơn giản ngon à. Mình làm cuốn nữa đây ngon quá. Hậu là lần đầu tiên ăn cái kiểu vậy đúng không? Lần đầu tiên ăn tại chỗ mà. Tại chỗ thì mới đã. Quá phê luôn. Rồi ăn cá no luôn á. Bạn em nha. Quá ngon luôn. Cái này bữa nào tiệc tùng mình đặt vài ký cũng vào đúng không anh? Trong anh em ăn ít thì anh em mua 1 2 ký 2 3 ký. Đi bằng ship luôn cho các bạn luôn. Ngon. Ngon. Ôi, nằm. Nãy mình ăn một chúng cục wasabi cho nó lên tới não. Đã. Wasabi bột ăn rất ngon á. Ngon. Hai anh em ăn nhiều quá, ăn hết cái lượng lớn rồi. Quá bé luôn. Đây. Ôi anh ơi. Hôm nay mình cũng ra cảng, mình quay cái cảnh mà tới trang biển vô á, mà hôm nay mình đi ra trễ quá, không có số lượng cá nhiều, quay cho mấy anh em xem. Hẹn anh em là cảnh biển kế tiếp mình sẽ ra quay một buổi mà những tàu thuyền tấp nập mà để vô bờ á. Ăn hả? Ăn đúng á. Cái cục wasabi bị vô nằm, nằm xong đây mũi luôn. Anh em yêu quý Toàn thì cho Toàn một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Còn anh em nào muốn mua cá nguyên con hạt cá mà phi lê ra sẵn thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của đây nha. Bây giờ mình xin phép dừng tại đây. Chào anh em nha. Chào anh em nha.